với các bạn nha. Cái này cũng hiếm nè, dòng Moritz M185 nha. Mình thấy cái tem ta đây, để mình coi chữ Moritz M185 thuộc dạng ghi dòng cao cấp của guitar Moritz. Mình coi cái khóa trước nha, mình coi giọt nước đẹp. Cái này mà không phải hàng second hand, nó là mua ở Nhật, nó mua mới là khoảng chừng cũng 70-80. Dòng guitar cao cấp nha mọi người. Đương nhiên nó gỗ thịt trời riêng cót đi. Càng mặt thông thì tóc thông thì quá đẹp rồi. Đằng đầu cần có cẩn nè. Trong cái series M đa phần biểu tượng của Moritz nó sẽ cẩn lên vậy. Cái này nó có đẹp hơn cây hôm bữa trước là định có bán một cây là M101 45 triệu là cho một người anh với Sóc Trăng. Thì cây này nó đẹp hơn, cái đó cũng đời nó cao hơn luôn. Bây giờ mình sẽ thử âm của nó cho mọi người thưởng thức nha. Bài thử bằng tay nha. Thường á, mấy cái dòng này á, thì nhiều người cũng hay ngồi so sánh âm về cái này cái nọ đó, nhưng mà thường thường khi mà chơi tới những dòng này thì gọi là đẳng cấp rồi, thì mọi người cầm vô là sẽ biết nó khác, cầm vô âm thanh nó rất khác khác xa những cái dòng mà chẳng hạn như những dòng mà mấy bạn thấy đúng 100 là cũng gọi kêu dữ, nhưng mà cái này nó kêu nó cao cấp hơn nhiều luôn. Moritz không chỉ có W nha, nó còn mấy dòng MV rồi dòng M nó đại loại nhiều lắm nha. Cái đàn xì nhá, âm của nó mình đánh cho nó tét luôn á, âm rất là đều nha. Đây thì đánh lớn cho mọi người nghe nè. Từ
thực tế thì ai mà đánh dày nó đánh dày thì nó bự mạnh quá, nhưng mà cái ý mình nói cái âm nó rất là gom. Ta thực tế là đánh đầm như vậy đó. Giới thiệu về cái đàn mà những dòng cao cấp này thì không cần phải nói nhiều quá về những chi tiết của nó, mình chỉ coi ngoại hình thôi. Cây này thì thực ra nó cũng mới cáo luôn, mặt nhám, mặt dáng của nó mà dáng đây, mặt của nó mặt nhám đây bạn, nhưng vẫn cái cũ nha, cái mặt của nó nhám vậy luôn nè. Đây coi cái lớp này xem, mình gỡ nó ra nhưng mà tôi gỡ cho kỹ rồi. Đó cái mặt không rất là đẹp này, hầu như không một vết trầy luôn. Cây này thì như cái đàn mới rồi vậy. Cái đằng sau đặc trưng này. Với lại mấy bạn biết không, đặc trưng của cái dòng M này là phía trong bộ nang á, nhìn nhìn này. Nhìn kỹ tí nha. Khó thấy quá. Thì thực ra trong trong bộ nang này, trong trong bộ nang mà cái dòng của M á, M trước M1 M1 hay cái này là M vậy nè. Thì mọi người thấy cái dấu X phía trong bên dưới này, nó sẽ là một cái hệ nang X. Dấu có nó kiểu chéo này, kiểu chéo chữ thập ở đây, chéo qua nằm sau lưng thùng đàn, chéo qua vậy đó. Mặt dưới để tạo cái độ vang riêng của nó thì có chỉ có cấu trúc của những dòng mà M101, M185 này nó mới có thôi. Thì hôm bữa định mới test một cây M101 dòng cao cấp Morita thì hôm nay mới test cây này nha. Nhà nó cũng im nên là anh em nào yêu thích thì cứ liên hệ với Định qua số điện thoại 0906 39 1557 nha, cả Zalo và Facebook nha. Để mới thấy hơi còn. Để mình quên còn thử một số âm chứ. À, âm nó bình thường. Nó sẽ đầy đủ tất cả các yếu tố âm rồi, tại vì nó đàn cao cấp mà. Có một vài anh em ngồi hỏi là giống như hay comment trong đó là tại sao cây này nó cao mà nghe cho âm giống như là mấy cái cây Đức 30 hay gì đó, sao giống được. Mình cầm đồ hiệu nó khác chứ. Giới thiệu với mọi người về M185 nha, Moritz M185. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Định nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.